Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Hải Đường TV và mình là Hải Đường đến từ Sun Home Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ cùng anh chị các bạn chúng ta hãy cùng khám phá một căn hộ 3 phòng ngủ tại Vinhome Golden River. Một căn hộ 3 phòng ngủ căn góc với diện tích 118m2, nằm tại vị trí tầng cao và tầm view cực kỳ đẹp. Với giá bán chỉ 21 tỷ và giá cho thuê là 45 triệu. Và anh chị các bạn có thể thấy là anh chị các bạn vừa bước vào ngôi nhà và mình đang đứng ở không gian phòng khách. Và anh chị các bạn có thể thấy đây là một căn hộ view trực diện sông Sài Gòn và view về bán đảo Thủ Thiêm cực kỳ đẹp. Mời anh chị các bạn khám phá tầm view của căn hộ này nha. Đây, khi các bạn đi ra ban công và chúng ta sẽ thấy được cái tầm view tuyệt đẹp về trung tâm thành phố, về cầu Ba Son, về bán đảo Thủ Thiêm. Cũng như phía đây là chúng ta sẽ thấy về khu vực khu biệt thự Lan Anh cũng như là bến du thuyền Lan Anh. Và ngay bên dưới của căn hộ này thì chúng ta sẽ có ngôi trường Vincun bên dưới. Và mình đang đứng ở đây là một không gian rất là mát mẻ. Đặc biệt đây là căn góc và nằm ở hướng trực diện ra sông, là hướng đông nam lên cực kỳ mát nha anh chị các bạn. Và anh chị các bạn có thể thấy ở đây Vinhome Golden River, chủ đầu tư Vinhome đã thiết kế cái ban công rất là rộng và ban công kính cũng rất là đẹp. Căn hộ này hiện tại nó đã để trống một thời gian nên nó hơi bụi chút xíu, nhưng mà mình nghĩ anh chị các bạn nào mua vào xong để có thiết kế lại thì cực kỳ đẹp. Ok, mời anh chị các bạn vào khám phá bên trong nhà nha. Rồi, bước vào trong nhà chúng ta có một không gian phòng khách và không gian nhà bếp kết nối trực tiếp với nhau. Đây là cái cửa chúng ta sẽ đi vào nhà nè. Thì ở đây, bước vào ngay đây, chúng ta sẽ có bộ bàn ăn dành cho 8 người. Đây là không gian bếp được thiết kế là không gian bếp mở với các trang thiết bị bếp đến từ thương hiệu Bosch, một thương hiệu lớn đến từ Đức. Mặc dù là các cái căn hộ tại Vinhome Golden River đã bàn giao được khoảng 4 năm rồi, nhưng mà chất lượng các cái trang thiết bị vẫn còn rất là tốt nên chị các bạn ha, hoạt động rất là tốt và hầu như là không có bị lỗi hay là bị hư hỏng gì cả. Nhưng mà theo mình thì ở không gian chỗ này chúng ta có thể đề co sửa lại cái bếp này cũng được cho nó đẹp hơn. Phía bên đây thì được tận dụng làm không gian phòng khách. Thì đúng theo thiết kế thì chỗ bên đây sẽ là một cái chỗ chúng ta để tivi. Thì hiện tại căn hộ này là căn hộ xuất SBA và cho một người nước ngoài đứng tên, nên cái căn hộ này nó sẽ rất là giá trị khi anh chị các bạn mua và chuyển nhượng lại. Mời mọi người khám phá các không gian khác trong căn nhà. Thì mời mọi người khám phá không gian phòng ngủ master đi. Wow, vào đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ master nha các bạn. Phòng ngủ này có diện tích tương đối lớn và chúng ta sẽ có ban công riêng phía này, cũng như là chúng ta có một cái không gian kính để view ra ngoài, phía này cũng rất là đẹp. Và chủ đầu tư Vinhome thì đã bàn giao cho chúng ta ở đây một cái tủ quần áo được thiết kế cũng rất là ok. Rồi ở đây là không gian phòng tắm của phòng ngủ master thì cũng được thiết kế rất là tinh tế. Chúng ta sẽ có không gian nhà vệ sinh riêng phía này, không gian tắm đứng và đặc biệt là có một chiếc bồn tắm nằm sở hữu tầm view ra bên ngoài nha, rất là thoáng. Và bồn tắm có kích thước dài, rộng, thoải mái dành cho người lớn có thể nằm tắm thư giãn rất là ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ có layout là 3 phòng ngủ sẽ xếp dọc như vậy nha anh chị các bạn ha. Đây là phòng ngủ master này, phòng ngủ nhỏ thứ nhất nè, phòng ngủ thứ nhất, và đây là phòng ngủ nhỏ thứ hai. Thì đây là căn hộ 3 phòng ngủ với 2 WC. Thì đây sẽ có một cái WC có thể dùng chung cho khách và cũng như là dùng chung cho 2 phòng ngủ nhỏ. Mời mọi người vào phòng ngủ nhỏ phía này. Thì phòng ngủ nhỏ phía này nó rất là đặc biệt là nó cũng sở hữu 2 tầm view ra ngoài, một tầm view sông ra ngoài phía này và một tầm view chúng ta sẽ view về thành phố. Thì ở đây chúng ta sẽ view về khu căn hộ City Garden ha. Buổi tối cũng rất là đẹp và lung linh. Và đây là căn phòng ngủ rất là thoáng. Và đặc biệt là các căn hộ tại Vinhome Ba Son là một trong những căn hộ là đầu tiên sở hữu những cái khổ kính rất là lớn và dài anh chị, để tối ưu hóa cái tầm view ra ngoài. Và hiện tại căn hộ này đang được chuyển nhượng với mức giá chỉ 21 tỷ all in và giá cho thuê là 45 triệu. Ngoài ra Hải Đường đến từ Sun Home thì Sun Home còn sở hữu một giỏ hàng rất là đa dạng và phong phú các dự án căn hộ tại khu vực trung tâm như Vinhome Golden River, The Macquarie Grand Marina, Sun Harbor, cũng như là The River Thủ Thiêm, The Metropole và đặc biệt là Empire City. Nếu anh chị các bạn nào đang có nhu cầu sở hữu căn hộ, các bất động sản tại khu vực trung tâm thì có thể liên hệ ngay với Hải Đường và đội ngũ Sun Home sẽ hỗ trợ anh chị các bạn nha. Cảm ơn anh chị các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.